thua Nga 2, 3, Phút San Việt Nam dừng bước ở World Cup 2021. Khuya 22 tháng 9, tuyển Phút San Việt Nam đã để thua sát nút 2, 3 đương kim Á quân thế giới tuyển Nga. Qua đó dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2021 với đẳng cấp vượt trội, Nga chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và không gặp khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận chỉ trong nửa đầu hiệp một Nga đã tung ra hơn 20 cú dứt điểm về phía khung thành Việt Nam. Nhưng trong buổi tối thi đấu xuất sắc, thủ môn Hồ Văn Ý đã liên tục tỏa sáng bằng những pha bay người đầy bóng cứu thua xuất sắc giúp Việt Nam đứng vững trước sức ép của Nga. Trái ngược với Nga, Việt Nam chỉ có một cơ hội duy nhất sau pha phản công ở phút thứ 8. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, sau khi đã loại bỏ hết các cầu thủ Nga để thoát xuống đối mặt với thủ môn Dmitry Pyutilov. Nguyễn Văn Hiếu lại sút lên trời từ cự ly gần, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Việt Nam. Dù đã chơi rất hay nhưng trước sức ép liên tục của Nga, thủ môn Hồ Văn Ý cũng đã phí nhặt bóng. Phút 11, có bóng ở giữa sân robinho dùng kỹ thuật vượt qua đức hòa rồi phối hợp với afanasev robinho sau đó băng lên đón pha bật tường của afanasev rồi tung cú sút sệt từ góc hẹp đánh bại thủ môn hồ văn ý mở tỷ số cho nga sau bàn thắng nga tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều cơ hội nữa nhưng cũng như ở đầu trận, các pha dứt điểm của Nga đều không vượt qua được tài năng của thủ môn Hồ Văn Ý. Thi đấu bế tắc, huấn luyện viên Skorovic xét gây xin hội ý, và ngay sau khi trận đấu trở lại. Tiền Nga đã có bàn thắng thứ hai nhờ công Ivan Chiskala với pha dứt điểm hiểm hóc trước vòng cấm sau tình huống đá biên bên cánh phải của Robinho. Nhưng chỉ ít giây sau khi bị thủng lưới bàn hai. Việt Nam đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Xuất phát từ pha phát bóng mạnh của thủ môn Hồ Văn Ý. Gia Hưng thoát xuống dùng đầu truyền vào vòng cấm và Nguyễn Đắc Huy đã kịp ập vào thực hiện pha đánh đầu nối hạ gục thủ môn Dmitry Putilov từ cự ly gần, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Việt Nam. Sang hiệp 2, ngã áp đảo hoàn toàn. Và sau vài cơ hội bỏ lỡ, Nga cũng đã có bàn thắng thứ ba nhờ công Ivan Chiskala, phút 30, với pha đột phá và dứt điểm chéo góc đẹp mắt từ cánh trái. Trong hơn 7 phút cuối, Việt Nam chuyển sang chơi power play với quyết tâm tìm thêm bàn thắng. Tuy nhiên, mỗi khi Việt Nam có bóng, cả bốn cầu thủ Nga đều lui về phòng ngự quanh vòng cấm khiến Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp sát khung thành thủ môn Piotilov. Phải đến phút 38, những nỗ lực tấn công của Việt Nam mới được đền đáp. Cầu thủ ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Việt Nam là Phạm Đức Hòa với pha dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái ngay mép vòng cấm. Trung cuộc Nga đá bại Việt Nam 3-2 và giành vé vào tứ kết trong khi đó dù bị loại nhưng với những gì đã thể hiện từ đầu giải thầy trò huấn luyện viên phạm minh giang cũng có thể ngần cao đầu rời lithuania